Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố được gia chủ xây dựng theo kiểu kiến trúc biệt thự mini phố nhà vườn. Phân khúc giá bán 5 tỷ hơn mà đã sở được một căn nhà ngang 5, nhà nở hậu là 5m5, chiều sâu lên tới 14m. Một căn nhà diện tích quá là to luôn. Và Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan ngôi nhà nè. Đó, và Hằng Ni đang có mặt tại con hẻm của trục đường số 19 thuộc phường 8 quận Gò Vấp. Đây là mặt tiền chính phía trước, hướng này là đi ra công viên làng hoa. Và đây là con hẻm để di chuyển vào bên trong ngôi nhà hôm nay giới thiệu. Và nếu mà cả nhà mình di chuyển theo hướng này sẽ đi ra trục đường Quang Trung, ngay chợ đêm Hạnh Thông Tây, hãng xe Mercedes kế bên sân góp Tân Sơn Nhất, chợ Phạm Văn Bạch. Cả nhà mình di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Đường trước nhà của mình rộng 3 cho đến 3,5 m, xe ô tô nhỏ Kia Morning chúng ta di chuyển vào được nha cả nhà, hoặc có là xe ô tô 4 chỗ chúng ta chạy vào bên trong rồi mình lùi ra cũng được luôn. Khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ nè, có những căn nhà vườn biệt thự mini. Nhà mình thì cách mặt tiền đường chỉ khoảng 30m di chuyển. Một căn nhà nở hậu 5m5, phong thủy tương đối tốt luôn. Ngay trục đường số 19, kết nối với đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Khối, đường Lê Văn Thọ. Cách ngã 5 Rò Vấp chỉ khoảng 7 phút di chuyển. Và cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ khoảng 15 phút. Và đây Hằng Ni lại gần hơn ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan nè. Nhà chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Nhà chính chủ xây dựng để ở, tương đối kiên cố và chắc chắn luôn cả nhà. Đây, một căn nhà đó, theo kiểu kiến trúc biệt thự mini phố nè, một trệt hai lầu. Phía trước là có lớp mái tre, mái ngói rất là xinh xắn luôn cả nhà. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch. Với diện tích cho ngôi nhà là ngang 5, nhà nở hậu 5m5, chiều sâu là 14m, khuôn đất công nhận lên tới 74m2. Nhà một trệt hai lầu được gia chủ sử dụng là công năng, phòng khách, phòng bếp. Sân phía trước dùng để trồng cây, trồng hoa, khu vực đổ xe. Bên trên có tổng là 3 phòng ngủ, cũng như là phòng thờ, sân phơi đầy đủ luôn cả nhà. Ngôi nhà này đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 5 tỷ 870 triệu đồng. Giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, một căn nhà chính chủ nè, kế bên mặt tiền đường luôn, cách chỉ khoảng 30m di chuyển. Cũng như đối diện nhà mình là một căn nhà biệt thự nhà vườn, chính chủ xây dựng để ở. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ trang bị cho mình một lớp cổng sắt 4 cánh như cả nhà. Đó, bên trên có một cái mái ngói á. À, và đây mình sẽ có một khoảng sân phía trước, có thể là đậu được 5 chiếc xe máy tương đối thoải mái luôn. Nhà xây dựng tương đối kiên cố và chắc chắn, chính chủ xây dựng để ở nha cả nhà. Nay đang cần tiền bán gấp. Một trệt hai lầu, bên trên có chỗ ban công, bên ngoài trồng cây trồng hoa. Và bên trong được gia chủ trang bị cho mình thêm một lớp cửa sắt 4 cánh nữa nè. Và Hằng Ni đang có mặt tại khoảng không gian khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Sofa, bàn trà, bộ ghế gỗ để ngồi. Bên trên trần của mình là có quạt máy nè. Đó, trần chìm trực cấp, đèn led âm trần. Hai phía bên thành tường của mình được gia chủ mình ốp gạch cao khoảng 2m lên trên, tương đối sạch sẽ luôn. Bên dưới là gạch bóng kiến, chống trầy, chống trơn trượt 60-60. Một căn nhà chính chủ, ngang 5, nở hậu là 5m5. Phong thủy tương đối tốt, thêm vào được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt này cả nhà. Và từ bên trong nhà của mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước. Đó, một căn nhà giá bán tương đối hợp lý, chỉ phân khúc giá bán 5 tỷ 870 triệu đồng. Giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng là bộ tủ gỗ nữa cả nhà. Và mình có cái khoảng thông hành địa dịch nữa phía sau nữa, mở cửa ra đó, tương đối thoáng luôn. Này, phía sau này cửa lùa qua lùa lại nè, mở cửa ra là cái khoảng giếng trời á cả nhà, thông thoáng lắm, nơi lấy sáng trực tiếp, lượng gió trời lưu thông. Ngoài này mình sử dụng làm cái phòng kho nhỏ nhỏ cũng được. Ngôi nhà này là nhà chính chủ cho nên là giá bán tương đối hợp lý luôn. Đang rất là cần tiền luôn rồi. Ngang 5, nở hậu 5m5, chiều sâu là 14m nha cả nhà. Và tài khoản không gian khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình, toilet sử dụng tại đây.
đây bên trong toilet của mình. Đó, bồn vệ sinh, lavabo đường soi, gạch ốp cao phun trần lên trên, có máy nước nóng luôn nè. Và cùng hàng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này cho phân khúc giá bán từ 5 đến 6 tỷ đồng, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với bán tốt nhất. Một căn nhà chính chủ, gia chủ đang rao với phân khúc giá bán là 5 tỷ 870 triệu đồng. Đó, và tiếp tục di chuyển lên trên nè cả nhà. Đây, nhìn xuống bên dưới thoáng đúng không? Nhà này mình vô về thì coi thiết kế lại thì tương đối đẹp luôn á. Nhà tuy là gia chủ đã ở rồi nhưng mà nhà xây dựng rất là chắc. Cầu thang thì đi đều bước nè. Đó, chắc chắn lắm cả nhà ơi. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên, đã được gia chủ mình trang bị hai phòng ngủ tương đối đầy đủ luôn. Đây, phòng ngủ nằm ở phía sau nè. Đó, rộng và thoáng ha. Đây, và sẽ có toilet sử dụng chung với hai phòng. Toilet cũng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Nhà rất là sạch luôn á, gia chủ kỹ lắm cả nhà ơi. Và không có một miếng bụi luôn, tuy là nhà không có ở để trống á, nhưng mà nhà mình sạch sẽ lắm. Và cái cấu thì còn rất là chắc nữa. Và phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước, là có ban công, ô cửa sổ mở ra bên ngoài, những khung sắt bảo vệ. Đây, có một cái ban công phía trước nữa. Nhà chính chủ này đang cần bán với mức giá là 5 tỷ hơn. Cái nhà này mình đã sổ được một căn nhà ngay kế bên chợ Ninh Thuận Thông Tây. Trục đường quen chung, di chuyển đi đâu cũng tiện. Đó, phía trước là nơi trồng cây trồng hoa nè cả nhà. Đây, biết này mình quan tâm ngôi nhà này liên hệ cho Hằng Ni, hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, thế nên mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất và di chuyển lên trên lầu tiếp theo. Đó, thang bộ đi rất là đều bước luôn cả nhà. Cả nhà mình đến tham quan thử ngôi nhà này, phân khúc giá bán 5 tỷ hơn, một căn nhà diện tích tương đối to luôn. Lâu lâu mới có một căn nhà chính chủ như vậy. Đó, và trên này là được gia chủ mình thiết kế tiếp tục, đó là phòng ngủ thứ ba và khoảng phòng thờ, sân phơi phía sau, khu vực sân phơi để phơi quần áo nè, để máy giặt, máy sấy, khu vực trồng cây trồng hoa cũng được. Đó, mở cửa ra gió mát lắm cả nhà ơi. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng bắc, còn hướng đối lập phía sau là hướng nam nữa. Hai hướng này đều rất là mát vào ban ngày. Đường gió trời lúc nào cũng lưu thông cho hai cái hướng này hết á. Đó, gia chủ đã trang bị cho mình hoàn thiện nè. Đây, để bồn nước rồi tầng tâm bên trên, khu vực trồng cây trồng hoa. Và di chuyển ra phía trước này á, là mình có thêm một cái phòng ngủ. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ, và phía sau này mình sử dụng làm phòng thờ, hoặc đó là mình sử dụng phòng này cho phòng thờ cũng được, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Và chúng ta sẽ có ban công ra phía bên ngoài nữa nha. Ô cửa sổ lớn tương đối thông thoáng luôn. Đây, khu vực trồng cây trồng hoa. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất cho một căn nhà phố đầy đủ công năng cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống. Đó, view thì tương đối thoáng luôn. Nhìn đối diện ra là một căn nhà biệt thự nhà vườn nè, chính chủ ở tương đối an ninh luôn cả nhà. Đây, khu vực trồng cây trồng hoa trải dài ra bên đó luôn á. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Trước khi kết thúc video, em xin gửi lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Mình đón chào năm mới 2024 một năm vạn sự như ý, thiệt là may mắn. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nè. Chào tạm biệt, bye bye.